Hết lần này tới lần khác, các loại vũ khí phương Tây được kỳ vọng là có khả năng làm thay đổi cuộc chơi theo hướng có lợi cho Ukraine. Nhưng tốc độ phản công của Kiev không phản ánh điều đó. Đầu tiên là súng chống tăng Javelin, sau đó là tên lửa HIMARS, rồi đến hệ thống Patriot, xe tăng Abram và sắp tới là máy bay F-16 cùng tên lửa ATACMS. Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, truyền thông và mạng xã hội phương Tây thường có xu hướng tung hô mỗi khí tài mà Washington và đồng minh gửi cho Kiev. Nhất là sau khi chứng kiến uy lực của chúng qua các đoạn clip lan truyền trên internet, nhưng bất chấp độ hiệu quả không thể chối cãi của hầu hết các khí tài này, tâm lý phấn khích cho rằng chúng có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường Ukraina dần tiêu tán theo thời gian, khi công chúng thấy rằng cuộc xung đột vẫn chưa chấm dứt. Macasian, cố vấn cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington nói, từ đầu cuộc xung đột, công chúng đã hy vọng có loại vũ khí làm thay đổi cuộc chơi nhưng không loại vũ khí nào có thể một mình mang lại chiến thắng sức hút của khái niệm vũ khí thần kỳ nằm ở chỗ nó hứa hẹn một loại công nghệ có thể giúp nhanh chóng chấm dứt đổ máu nhưng việc tập trung quá nhiều vào một loại vũ khí thường làm đơn giản hóa quá mức những yếu tố phức tạp trên chiến trường và cần phải được tiếp cận một cách thận trọng đó là ý kiến của các chuyên gia có nhiều lý do cho thấy việc mơ mộng về một loại vũ khí thần kỳ có thể mở ra lối tắt tới chiến thắng là sai lầm Đầu tiên, việc mỗi loại khí tài đều chỉ có thể đảm nhiệm một số nhiệm vụ chức năng nhất định. Giáo sư Richard Beth, thuộc Viện nghiên cứu chiến tranh và hòa bình, Shamsman nói, gần như mọi loại vũ khí, dù mới lạ hay có khía cạnh nào đó gây ấn tượng lớn, đều cần phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ và các loại vũ khí khác để phát huy hết tác dụng. Hơn nữa, dù vũ khí uy lực đến đâu, đối phương đều có thể học cách thích nghi theo thời gian. Khi xung đột vừa bùng nổ, máy bay không người lái Bayraktar TB2 sản xuất bởi Thổ Nhĩ Kỳ một nước NATO được ca ngợi là cứu tinh của Ukraine liên tiếp nhiều hình ảnh và video xuất hiện cho thấy Ukraine dùng chúng tấn công xe tăng, thiết giáp và tàu tuần tra của Nga nhưng chỉ sau một tháng số vụ tập kích đã giảm đi đáng kể và ngày càng đi xuống tín hiệu cho thấy phi đội Bayraktar TB2 của Ukraine đã bị xóa sổ phần lớn nguyên nhân nằm ở chỗ Nga đã cải thiện hệ thống phòng không và tác chiến điện tử từ đó bắn hạ nhiều TB2 của Ukraine theo chuyên gia Samuel Bendet Tương tự, sự xuất hiện của hệ thống tên lửa HIMARS ban đầu cũng được đón nhận với tâm lý phấn khích và nó nhanh chóng chứng minh uy lực tập kích các mục tiêu quan trọng tầm xa như đồn chỉ huy và kho đạn. Nhưng dần dần, phía Nga cũng tìm cách thích ứng. Makansian nói, người Nga đã sử dụng thiết bị gây nhiễu để ngăn chặn đầu đạn dẫn đường bằng GPS, đồng thời biết cách phân tán ngụy trang sở chỉ huy và kho hậu cần. Vì vậy, họ không còn dễ bị tổn thương như vào lúc đầu cuộc xung đột. Theo các chuyên gia, tâm lý tìm kiếm vũ khí thần kỳ là hiện tượng tự nhiên vì nhiều người muốn tin rằng có tồn tại thứ gì đó có thể giúp kết thúc xung đột. Giáo sư Beth nói, động cơ của hành động thổi phồng các sáng kiến nào đó như vũ khí thần kỳ có thể xuất phát từ sự ngây thơ hoặc thiếu chuyên môn của những người đưa ra các tuyên bố như vậy hoặc chỉ vì mục đích tuyên truyền. Còn chuyên gia Cassian cũng đồng tình rằng việc đề cao một số loại vũ khí của phương Tây có giá trị về mặt truyền thông. Ông nói, một số bên, đặc biệt là ở Nhà Trắng, Họ rất vui khi công chúng phấn khích về một loại vũ khí nào đó vì điều đó giúp tăng cường sự ủng hộ. Không chỉ sai lầm, quan niệm cho rằng một loại vũ khí sẽ làm thay đổi cuộc chơi còn có thể phản tác dụng đối với Ukraine. Nó có nguy cơ làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự lâu dài cho Kiev khi kỳ vọng của chính phủ các nước phương Tây đối với một số loại vũ khí nhất định không trở thành hiện thực. Chẳng hạn, việc binh sĩ Ukraine nhanh chóng nắm được cách vận hành xe tăng Leopard 2 và các khí tài mới khác của phương Tây đã khiến một số nhà bình luận hoặc hoạch định chính sách tin rằng quân đội của Kiev sẽ nghiễm nhiên thành công trên chiến trường. Nhưng vấn đề mà những người này không nghĩ đến là việc liệu chỉ có một vài tháng huấn luyện có đủ để thực hiện cuộc tiến công hiệp đồng tác chiến các binh chủng phức tạp nhắm vào phòng tuyến vững chắc của Nga hay không. Nhà nghiên cứu Frank Stefan Gadi thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế chỉ ra trong một bài viết trên Foreign Policy. Nỗi thất vọng có thể nhanh chóng tạo ra bất hòa và một số bên sẽ tung lời cáo buộc cho rằng các công tác cung cấp vũ khí không kịp thời hoặc không đủ số lượng. Nếu Ukraine là phía chỉ trích, một số chính phủ phương Tây sẽ cho rằng Kiev vô ơn. Cho đến nay, các chiến dịch vận động chuyển giao vũ khí cho Ukraine vốn chỉ tập trung vào một số khí tài nổi bật đã góp phần duy trì sự ủng hộ của dư luận, nhưng chúng cũng có thể khiến mọi người bỏ qua những trang bị hay quân nhu bình thường khác mà cũng có vai trò thiết yếu với người lĩnh. Chuyên gia Kasia nói, có nhiều thứ nhỏ nhặt không được chú ý đến nhưng lại rất quan trọng. Ví dụ như kính nhìn đêm hoặc thiết bị ra phá mìn. Những thứ này nghe qua không phấn khích như xe tăng hoặc tên lửa ATACMS nhưng cực kỳ quan trọng nếu muốn vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga. Dù vậy tất cả những điều trên không có nghĩa rằng các loại vũ khí phương Tây không hiệu quả. Tên lửa ATACMS mà Kiev nhận từ Washington với tầm bắn 300 km, gấp 4 lần loại đạn mà Ukraine sử dụng đối với hệ thống HIMARS, có khả năng giúp họ mở rộng tầm bắn và tăng số lượng mục tiêu. Ông Kasia nói, việc gửi những vũ khí này là có ý nghĩa nhưng cần lưu ý rằng chúng chuyên được dùng để tập kích một số mục tiêu nhất định và khó có thể giành chiến thắng cả cuộc chiến và điều quan trọng hơn cả theo ocasian là đảm bảo dòng viện trợ từ phương tây tiếp tục chảy sang ukraine ít nhất ở mức độ hiện tại vì các lực lượng tham chiến cần đạn dược và vũ khí để thay thế những gì họ đã sử dụng làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ ukraine là vấn đề đang khiến phương tây đau đầu từ khi xung đột nổ ra tới nay, Ukraine đã nhận được khoảng 100 tỷ đô la viện trợ quân sự từ các đối tác phương Tây, trong đó hơn 50 tỷ đô la là từ Mỹ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tiết lộ vào ngày 3 tháng 9, nhưng không có gì đảm bảo nguồn hỗ trợ ấy sẽ tiếp tục. Ngay lúc này, đã xuất hiện những động thái làm phát sinh nghi ngờ đối với cam kết của phương Tây hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, như việc Quốc hội Mỹ bỏ gói 6 tỷ đô la cho Kiev khỏi ngân sách được thông qua ngày 30 tháng 9, hay việc chính đảng thân Nga thắng cử tại Quốc hội Slovakia, một nước NATO. Chuyên gia Kasia nhận định, thành công của Ukraine trên thực địa là rất quan trọng đối với lập luận của phe cho rằng viện trợ là điều cần thiết. Các bên đều lo ngại về một cuộc xung đột vĩnh viễn, nó kéo dài, tiêu tốn sinh mạng và tiền của nhưng không đi đến đâu. Ngày 31 tháng 10, phát biểu tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu, tôi có thể đảm bảo rằng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, Nga sẽ thành công. Nếu chúng ta ngừng viện trợ, Nga sẽ đạt được những gì họ muốn. Ông Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đang thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ thông qua gói viện trợ trị giá 106 tỷ đô la mà Tổng thống Joe Biden đề xuất. Hơn 44 tỷ đô la được đề xuất dành cho Ukraine, trong đó 12 tỷ đô la dùng để mua sắm vũ khí, 18 tỷ đô la để thay thế những vũ khí mà Mỹ đã cấp cho Kiev. Ngoài ra, 10,7 tỷ đô la sẽ dành cho việc hỗ trợ thông tin tình báo tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu, 3,7 tỷ đô la dành cho mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng. Bộ trưởng Austin và Blinken đều lập luận rằng việc viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ hỗ trợ kinh tế Mỹ bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất quốc phòng, tạo việc làm mới cho người Mỹ. Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Đến nay, Washington đã rót khoảng 44 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành cuộc chiến tiêu hao, làm dấy lên lo ngại về tâm lý mệt mỏi ở các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần khẳng định Washington sẽ hỗ trợ Kiev lâu nhất có thể. Tuy nhiên, theo giới phân tích, chiến dịch tranh cử tổng thống ngày càng nóng lên ở Mỹ có thể tác động đến cam kết này của chính quyền của ông Biden. Tại Ukraine, tổng thống nước này Volodymyr Zelensky vào tháng trước đã thừa nhận nếu Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine, chúng tôi sẽ thua quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file. xin cảm ơn vì đã ủng hộ